Hello, hello, xin chào cả nhà trên kênh YouTube của Phương và... Và kênh YouTube của Thái Thùy Linh. Hôm nay thì như đã hẹn hò, thì Thái Thùy Linh và anh Phương đang có mặt ở một cái địa điểm rất là lãng mạn. Đang có mặt ở Hồ Tây Lộng Gió của thủ đô Hà Nội. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong cái tập thứ 2 của series Du Ca Phố Đêm mà Thái Thùy Linh và anh Phương Phạm đã ngẫu hứng và muốn được dành tặng quý vị, như là một cái cách chúng ta sẽ cùng nhau trở về với những cái kỷ niệm, với những cái hình ảnh rất là thân thuộc của thủ đô Hà Nội. Và quý vị có biết không, chúng tôi đang đứng ngay bên cạnh đường Thanh Niên, mà cái tên cũ của nó ấy, là một cái địa danh rất là quen thuộc với nhiều người. Đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về. Và cái con đường cổ ngư này thì đã đi vào rất là nhiều những bài thơ, bài nhạc. Và chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải, Hà Nội, Mùa Vắng Những Cơn Mưa. Và trước khi hát ca khúc này thì Thái Thùy Linh cũng xin được khoe với quý vị, hiện nay chúng tôi đang sử dụng một cái bộ thu âm trực tiếp ngoài trời do anh Phương Phạm nghiên cứu. Đấy, và sử dụng một chiếc máy ảnh, cũng là một cái món đồ chơi mà anh Phương anh ấy rất là quý. Nhưng mà ngày hôm nay thì đã có một cái bộ thiết bị rất là cơ động, và hai anh em đã đặt chân máy ở đây. Thì trong khi mà Linh hát và anh Phương Phạm đàn thì quý vị sẽ thấy là những người Hà Nội, những người sinh sống ở Hà Nội vẫn sẽ đi lại ở đằng sau lưng chúng tôi. Và ở đây không có một chiếc loa nào hết, không có tai nghe, cũng không có loa. Và tất cả những gì mà quý vị sẽ nghe thấy trong cái cuộc du ca đêm nay sẽ đều là những nhịp đập trái tim, tiếng lòng của Thái Thùy Linh và anh Phương Phạm. Và chúng tôi tình cảm nó trào dâng như thế nào thì quý vị sẽ đều nghe được từng lời, từng nhịp, thậm chí cả từng hơi thở khẽ của chúng tôi trong những lời ca, trong những nốt nhạc. Mong là quý vị sẽ có thể hòa nhịp và có những cái sự đồng cảm với hai anh em trong cuộc du ca đêm nay. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rời, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, hơi ấm trao anh tuổi thơ ngây. Tưởng như còn đây. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi
thôi rời em bên tôi một chiều tan lỡ. Đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mờ, Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây. Tưởng như còn đây. Hà Nội mùa này trời không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mờ, Hà Nội mùa này lòng tuổi thơ ngây. Tưởng như còn đây. Rất hay. Mọi người đang xem một cái bài hát và một bản đệm đàn ở giữa một cái không gian rất là lãng mạn. Bây giờ Hà Nội là 12 giờ đêm rồi, phố phường vẫn đang rất là đông đúc. Xung quanh chúng tôi đây là mọi người đang xem, và hai anh em là không biết có họ có bảo bị dở người không nhỉ, mà đứng giữa đường hát đó. Nhưng mà vui lắm, bởi vì hôm nay là dạn dày rồi, kinh nghiệm mà một lần đã chiến đấu hôm trước rồi thì hôm nay là kệ, cứ đứng giữa đàng hát, đúng không em? Quý vị phải có mặt ở đây thì mới có thể cảm nhận được hết cái không khí nó rất là kỳ lạ ở đây, bởi vì là không có loa, không có một cái chút âm thanh nào hết, cho nên tự dưng là những người đi tập thể dục, những đôi uyên ương yêu nhau đang đi dạo phố thì sẽ thấy có hai người. Nếu mà đứng chỉ cần cách vài mét thôi là đã không nghe được tiếng đàn và tiếng hát của hai anh em rồi. Và thấy có hai người cứ thấy đứng say sưa, không biết đang làm gì. Nhưng mà rất là thú vị quý vị ạ. Bởi vì là Linh rất là tin tưởng vào cái bộ đồ chơi của anh Phương. Đây là một chuyên gia về âm thanh, về đồ chơi, các loại đồ chơi âm thanh. Cho nên là Linh rất là tự tin. Và mọi người nhé, nên nhớ là hãy ủng hộ những cái sản phẩm của Phương Phạm nhé. Bây giờ trước khi hát tiếp bài tiếp thì Linh muốn giới thiệu đến quý vị một khách mời rất là đặc biệt. Cô ơi, con mời cô vào đây, con hỏi cô một câu thôi. Vào đây con ạ. Vào đây, đấy. Có một người khán giả từ nãy đến giờ đang cứ loay hoay để ngó nghiêng ở cái máy quay. Cô hôm nay là cô đang bán bò bía đúng không? Cô đang bán bía. Cô bán bò bía. Cô ơi, nhưng mà người miền Nam thì sẽ biết bò bía là gì, nhưng mà người miền Bắc thì nhiều người không biết. Thế là cái món của cô là món gì đấy ạ? Đấy là món bò bía xuất nguồn gốc xuất xứ ở trong Sài Gòn. Thôi đừng cho cô quay mặt. Từ từ đấy, chạy mất rồi, khán giả chạy mất rồi. Rất là đáng yêu. Nãy giờ thì Linh để ý là cô đứng bán hàng, nhưng mà cứ một lát, cứ khi nào mà không có khách ý, thì cô lại ra cô nhòm vào cái máy quay để xem hai anh em hát. Rất là đáng yêu. Cô thích lắm ạ. Cô đang bảo là xem ở trong máy cô thấy thích lắm. Và Linh và anh Phương rất là hạnh phúc khi mà có thể được cái tiếng hát và cái tiếng đàn của mình được phục vụ những người khán giả rất là bình dị như thế này, đúng không ạ? Rõ ràng là làm cho chúng tôi có thêm rất là nhiều cảm xúc. Mặc dù đây không phải là một sân khấu, không cần phải có âm thanh loa đài gì hoành tráng hay là đèn nhấp nháy, đúng không? Nhưng mà có những cái nụ cười chân chất của những cái
người dân, những người lao động như thế này. Đây là những cái liều thuốc tinh thần rất là đáng quý để chúng tôi sau đây lại tiếp tục say sưa hát. Bây giờ thì sẽ là một ca khúc mà Linh nghĩ rằng là bắt buộc là Linh sẽ phải hát trong cái đêm nay, và đặc biệt là trong cái chùm du ca phố đêm, bởi vì chúng ta đang đứng cạnh một cái địa điểm rất là nổi tiếng, đó là Hồ Tây. Cho nên sau đây sẽ là một sáng tác của một người nhạc sĩ cũng là một cái tên tuổi lớn trong làng văn nghệ, trong làng âm nhạc của Việt Nam. Và người nhạc sĩ này thì vừa mới chia tay chúng ta, nhạc sĩ Phó Đức Phương. Và bây giờ sẽ là một thoáng Tây Hồ như một nén nhang sẽ được thắp lên để gửi tới hương hồn của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương. Xin mời quý vị cùng nghe. Soi bóng tình ai xứng đẹp, soi bóng.
ướp trời lòng lành. Chàng Linh ạ, anh em mình hôm nay ở đây nhưng mà với anh có rất nhiều những kỷ niệm từ cái thời sinh viên nó trở lại. Đây, cũng trên cái con đường này, ngày xưa nó không có những cái hàng rào như thế này, nó chỉ là cái bờ đất thôi. Con đường nó còn nhỏ hơn và những cái lùm cây về phía sau hình như nó tốt hơn. Thì anh nhớ hồi đấy anh ở năm thứ nhất của trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương. Anh, thì, anh khai thật đi, anh có giống như cái đôi vừa xong không? Anh phải khai thật là anh khi mà anh đang là sinh viên thì anh có giống như cái đôi bạn trẻ vừa xong? Làm gì có. Ngày xưa nghèo lắm ạ. Ngày xưa nói thật với em là bạn gái mà bảo đi Hồ Tây chơi là mình khiếp lắm. Vì sao là mình không có tiền. Trong túi không có tiền để mua một chai nước thì làm sao mà dám rủ bạn gái đi được. Cái nghèo, thời sinh viên nó là như thế. Nhưng mà cũng chính từ những cái thiếu thốn của những cái năm tháng đó nên là nó để cho mình rất nhiều những kỷ niệm ở cái con đường này. Biết bao nhiêu cô gái, những người bạn rất xinh của mình lần lượt là đi theo những chàng trai khác nha. Còn với anh thì là cây đàn không giữ được cái gì cả. Đấy. Thưa quý vị, 100% là Phương Phạm đang nhớ lại những bàn tay, những cái cổ tay xinh xinh của những người con gái mà ngày xưa chàng đã dắt tay đi dạo ở cái đường thanh niên này, cái đường cổ ngư này. Linh nghi lắm bởi vì vừa rồi thì quý vị, chắc là quý vị nhìn thấy trong màn hình, quý vị cũng sẽ thấy đấy, phía sau chúng tôi ở phía xa kia kìa, những đôi uyên ương vẫn đang say sưa bên nhau, trao cho nhau những cái lời thì thầm yêu đương tình tứ, và làm cho cái người nghệ sĩ, một cái người lãng du như Phương Phạm là cảm thấy là tơ lòng cũng rung lên, nhớ lại những cái kỷ niệm của một thời trai trẻ. Ok, bây giờ em sẽ gửi tặng quý vị khán giả và đặc biệt là tặng cho Phương Phạm Lệ Đá. Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm thâu đèn vàng héo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mong sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó tháng
ngày là men say nguồn thơ. Mật cho đời chất chiều kỷ niệm dĩ vãng, anh nhớ thì không anh ơi, màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong mưa, mưa bay giạt rào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trăng xanh đầu non. Xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mong sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Mật cho đời chất chiều kỷ niệm dĩ vãng, anh nhớ gì không anh ơi, màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong bay giạt rào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò trăng xanh đầu non, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trăng xanh đầu non. Oh,
Các bạn ơi, bây giờ phải đến giờ tạm biệt rồi. Và Phương Phạm cùng Thái Thùy Linh xin cảm ơn những gì mà quý khán giả trên kênh YouTube đã dành tặng trong những cái clip mà hát về đêm Hà Nội. Thì số đầu tiên là hát ở cầu Long Biên, và hôm nay Phương Phạm cùng Thái Thùy Linh đã hát ở trên con đường Cổ Ngư, và hậu cảnh là cái hồ Tây dễ thương kia. Và đêm bây giờ khuya lắm rồi, cái đàn nó hút đẫm nước xương, đẫm xương rồi. Cứ đánh xong một bài lại phải lên dây vì nó hút rồi, thì cái mặt đàn nó phồng lên. Linh và anh Phương Phạm xin được cảm ơn tình cảm yêu mến chân thành của quý vị. Và ở phía sau chúng tôi sẽ còn tiếp tục cái cuộc du ca đêm Hà Nội như thế này. Và chúng tôi sẽ chưa có tiết lộ là cái đêm tiếp theo sẽ là ở đâu, nhưng mà quý vị hãy theo dõi để xem là đêm sau thì Thái Thùy Linh và Phương Phạm sẽ hát ở đâu, sẽ hát bài gì, sẽ gợi lại những kỷ niệm gì, đúng không ạ? Đây là một lời hứa, series này sẽ vẫn còn tiếp tục. Còn bây giờ thì đừng xa em đêm nay, khu phố quen đã ngủ say. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Đừng xa em đêm nay, xin hãy nói anh cần em. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Hẹn đêm sau, hẹn đêm sau, đêm sau. Xin chào, tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và ngủ ngon. Bye bye.